Dạ, em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Trong video hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết top 3 loại thuốc diệt ruồi hiệu quả nhất hiện nay mà bên công ty em đang phân phối xỉ và lẻ toàn quốc. Đây là 3 loại thuốc diệt ruồi bán chạy nhất và nó có công dụng là đặc trị ruồi, chỉ là diệt ruồi thôi nha mọi người. Tại vì là mọi người mua thuốc diệt ruồi á, thì đa phần là mọi người thích mua những loại dạng nước về mình phun. Thì trước đây thì cũng có những loại thuốc dạng nước như vậy, nó cũng hiệu quả. Nhưng mà có một cái vấn đề là nó không có triệt để. Có nghĩa là mọi người phun thì thấy nó chết, nhưng mà qua hôm sau thì vẫn thấy còn ruồi. Tại vì là mọi người chưa diệt hết cái trọn ổ ruồi ở cái khu vực đó. Nên là hôm nay em muốn giới thiệu cái sản phẩm mà chuyên đặc trị ruồi bằng dạng bột nha mọi người. Mọi người về có thể là mọi người rắc ở những nơi nào có ruồi, hoặc là mọi người pha với nước và xịt, hoặc là mọi người pha cái thuốc ruồi đó với một xíu nước thôi, sệt sệt thôi, và mình đặt ở những cái nơi nào có ruồi. Thì những loại thuốc mà em sắp giới thiệu là nó có tính chất dẫn dụ, có nghĩa là khu vực mọi người có ruồi nhiều hay ít gì cũng vậy, là khi mình đặt cái bã này á, là ruồi nó sẽ tập trung đến và nó ăn mồi và nó tiêu diệt toàn bộ ruồi ở cái khu vực đó luôn. Nên là nó sẽ không có xuất hiện lác đác như là những cái loại mà dạng phun. Thì sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu là sản phẩm Kisam. Đây là sản phẩm sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Mọi người dùng thì cứ rắc trộn một xíu đường với cái thuốc đặc trị ruồi Kisam này. Mọi người rắc ở những nơi nào có ruồi, chẳng hạn như là bãi rác, hoặc là nhà ở, hoặc là quán ăn, hoặc là những nơi chế biến hải sản. Nó có cái mùi hải sản thì nó rất là thu hút ruồi á. Nên là mọi người dùng những cái loại đặc trị ruồi thì mới diệt được tận gốc nha mọi người. Lúc nãy em có nói là sản phẩm này mọi người có thể trộn với đường và rắc những nơi nào có ruồi, áp dụng cho bãi rác thì nó phù hợp. Còn đối với quán ăn hoặc là trang trại chăn nuôi thì mọi người có thể là pha một gói này cho một lít nước và mình xịt. Đối với phương pháp xịt á, thì mọi người nên áp dụng là mình xịt quy tụ lại, có nghĩa là xịt một vài điểm nào đó thôi, chứ không có phun, không có xịt tràn lan diện tích. Tại vì là xịt tràn lan như vậy là thứ nhất nó sẽ tốn thuốc, và thứ hai là ruồi nó sẽ ăn không có hết mồi thì rất là phí. Nên là mọi người chia nhỏ ra ở những cái điểm nào mà ruồi nó bu nhiều nhất thì mọi người xịt ở cái vị trí đó, ruồi nó sẽ tự động bu lên ăn cái bã mồi này. Và mọi người quan sát là nó sẽ tê tê, nó giật dây thần kinh đó, và nó sẽ chết ở cái khu vực trong vòng bán kính là 1m² đổ lại. Sử dụng dòng sản phẩm em giới thiệu thì nó không có bay lung tung á. Tại vì nhiều chỗ quán ăn thì họ rất là sợ ruồi ăn thuốc xong rồi bu đậu lên thức ăn thì sẽ nhiễm độc á. Nên là những cái dòng sản phẩm em giới thiệu thì nó chỉ bay trong vòng bán kính 1 đến 2m² đổ lại thôi là nó hạ gục. Nên là mọi người sử dụng ở quán ăn thì rất là yên tâm, hoặc là trang trại chăn nuôi thì cũng rất là yên tâm. Vì là nhiều khách hàng cứ sợ là ruồi chết rồi con gà con vịt ăn ruồi tới sau không á. Nên là mọi người nên chọn những cái dòng như thế này. Thứ nhất là nó chỉ đặc trị ruồi thôi, và thứ hai nó không ảnh hưởng gì đến cái không gian. Ví dụ như là trang trại chăn nuôi thì mình sử dụng nó rất là yên tâm nha mọi người. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm thuốc diệt ruồi Top Line. Thì mọi người cũng sử dụng giống như là những phương pháp em vừa giới thiệu, là mọi người có thể trộn đường rắc hoặc là quậy sệt, rồi mình đặt ở những cái vị trí nào nhiều ruồi, hoặc là mình có thể pha một gói cho một lít nước và xịt một số điểm nào đó. Nói chung là những cái dòng này chuyên đặc trị ruồi, nên là mọi người không pha trộn bất kỳ một cái thuốc nào khác, mà chỉ áp dụng là trộn với đường để dẫn dụ ruồi thôi nha mọi người. Và sản phẩm thứ ba là sản phẩm thuốc diệt ruồi Rado. Sản phẩm này cũng cực kỳ mạnh nha mọi người. Diệt ruồi thì được rất là nhiều khách hàng khen, vì cái sản phẩm này là kiểu là bỏ ra là ruồi nó tập trung rất là nhiều, vì cái thành phần dẫn dụ của nó là có sẵn rồi á. Kiểu là nhà sản xuất họ cũng nghiên cứu được là cái mùi để nó dễ thu hút ruồi tới nhất, để mình diệt ruồi một cách hiệu quả và nhanh nhất nha mọi người. Tương tự như hai loại kia thì sản phẩm này mọi người cũng có thể trộn đường và rắc, hoặc là pha một gói cho một lít nước rồi xịt một số điểm nào đó, ruồi nó sẽ bu lên ăn. Hoặc là mọi người quậy sệt cho vô một cái khay á, quậy sệt bằng cách là mình cho cái gói thuốc vô khay, rồi mình cho chút xíu nước mình quậy sệt sệt, rồi bưng cái khay đó mình đặt ở những cái nơi nào có ruồi nó tập trung nó ăn, nó chết hết rồi,
trong khay còn thuốc thì mọi người lấy cái khay đó đặt ở vị trí nào có ruồi nữa. Làm bằng cái cách này thì nó sẽ sạch sẽ, không có phun xịt, không có dính thuốc ở cái khu vực tiếp xúc, và nó lợi thuốc cực kỳ nha mọi người. Mọi người có nhu cầu mua thuốc đặc trị ruồi thì cứ đến trực tiếp bên công ty em để xem hàng tham khảo nha. Hoặc là nếu mà quý khách ở xa có nhu cầu mua thuốc ruồi thì liên hệ trực tiếp em sẽ tư vấn kỹ hơn từng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho mọi người làm sao để mình bỏ ra cái số tiền mua hàng và mình làm nó hiệu quả, đạt được mục đích. Nói chung là em bán khách hàng hài lòng thì em cũng vui hơn, vì là mọi người xài được thì em mới bán được, chứ còn nếu mà mọi người xài không ưng ý thì em cũng không có bán được cho ai. Nên là để mà mua những cái dòng thuốc này thì mọi người nên tìm hiểu kỹ những nơi họ bán hàng chính hãng và hiệu quả, an toàn cho con người sử dụng thì mình mới mua nha mọi người. Bên em là công ty Thành Công và chuyên làm dịch vụ tận nơi, và đặc biệt là phân phối sỉ và lẻ thuốc toàn quốc. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để ủng hộ bên em nha. Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc mọi người có một cuộc sống tốt lành, xanh sạch đẹp và không có tác hại của côn trùng. Xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.